Mỗi lần tới thứ bảy tới chủ nhật là biết giờ là ổng muốn rồi. Tới ngày đó là chạy vòng vòng á, má chồng cũng hiểu ý lắm, má chồng dẫn hai đứa con nhỏ về phòng, má nói thôi con ơi, giờ chồng không mà cho nó đi tội nghiệp nữa. Rồi thế là hả, mình vô chịu chặn chứ làm sao. Rồi bây giờ lật ngược thấy cờ. Đúng, bây giờ không muốn thứ bảy chủ nhật mình cũng làm thịt bình thường. Cái gác lâu ngày á, không có ai dọn dẹp hết á, nó chán nó bị mục á, mình đâu có biết đâu. Mình lên trải chiếu nằm ngủ cũng bình thường. Ngủ canh sao mà nửa đêm á, chỗ mình á không, mình nặng quá trời mà nó không sụp, chỗ ổng sụp. Hay gì á, chồng á thì phải cứu vợ phải không? Còn cái này mình đang ngủ ổng sụp thì kệ ổng sụp đi, ổng lôi mình theo. Hên là mình chụp chút cái thanh sắt á, mình giữ lại. Mình nói chết mẹ rồi, má ơi cứu con. Ba hỏi, à nội ơi, hai đứa mày làm cái gì? Nó sụp đi, ghé. Nói không có sụp, tự dán nó mục á. Ngay chỗ con chồng nó ngủ sụp chứ không phải con đâu. Là má chồng tưởng. Má chồng hiểu dạ. Lầm phải không? Má chồng tưởng là má chồng tưởng hai đứa sụp sệt, không phải. Dạ, là đầu tiên xin gửi lời tới anh Quốc Thuận và chị Hồng Dân cùng quý vị khán giả là chào thân ái. Em làm nghề bán vé số ở Hóc Môn. Em tên gì? Dạ, em tên Nguyễn Công Phương Thành. Nguyễn Công Phương Thành. Dạ. Bao nhiêu dạ, tuổi? Năm nay 41 tuổi. Em chào chị Hồng Dân và em chào anh Quốc Thịnh. Thuận. Em anh Quốc Thuận. Thuận. Đó, rồi. Em tên là Dương Hồng. Em 38 tuổi. Em chào khán giả. Số này vui rồi nha. Tôi thấy vui rồi đó. Là em cũng bán cái số luôn ha. Dạ. Hai nghề nghiệp là hai chồng là đồng nghiệp đó. Đồng nghiệp. Lúc mới vô không có bán cái số đâu. Đi làm công ty á. Làm sao mà hai đứa quen biết nhau được vậy? Dạ hồi đó thì em cũng làm trong công ty á. Thì cái lần đầu là công ty tuyển người, cái tổ trưởng xuống thông báo nói nay có như năm đứa gái á, tụi bay chọn đi, nay vô làm đó, chọn đứa nào xí đứa đó đi nha, ai cũng chọn hết trơn. Em cứ thôi tổ trưởng chọn đi, anh Tài chọn đi, chứ em không chọn đâu, em giờ em chỉ làm không nghĩ tới. Cái bạn nói ê con nhỏ này nè, sao mày không chọn? Em quay qua em nói trời ơi giống trên núi xuống quá, đen thui mà nó tóc tai nó bù xù nó xù xì mà nói tiếng khó nghe nữa. Thôi tao không quen đâu, bay quen đi. Coi như ấn tượng đầu tiên là coi như là thôi. Dạ ấn tượng đầu tiên. Còn em thì sao không? Mới vô á lần đầu tiên em cũng không có thích nữa, người gì ốm nhom ốm nhách à. Cái mà chảnh luôn. Cái trời xui khiến sao á mà sắp xếp sao mà hai đứa ngồi giống vậy nè. Mới chết mình chứ. Chết mình nữa. Thấy mình làm á, giao bộ nói thôi đưa ai anh bảy nhãn giùm cho, cái mình thấy nó xấu mà nó bảy nhãn giùm mình cũng được. Trời ơi. Nó xấu mà nó bảy nhãn giùm mình cũng được. Đó. Cái cũng có tình cảm nữa, người ta làm giùm mình hoài cũng thấy tội nghiệp. Cái anh bạn của ảnh á, Vũ ảnh á nói gì nè, mày á mà quen nhỏ á, tao thua mày cái gì cũng thua đó. Chồng nó nói lại chứ, bây giờ một cái chầu lẩu đi là tôi cua nó liền. Mà mình đâu có biết hai thằng cá. Thì nó hỏi mình chịu không, mình nói thì chịu, cũng có người bị nhãn giùm mình cũng đỡ khổ. Cái gì về phòng trọ cứ nói chuyện qua lại xong rồi cũng bình thường. Có một ngày đó tự nhiên chồng nó rủ mình á đi coi hát ở nhà hát Hóc Môn á, chở bằng cái chiếc xe lắc á. Chở mình giữa đường á, mình rớt mất tiêu, nó cứ chạy bỏ mình luôn. Là rớt em. Dạ. Rớt em xuống đường luôn mà ông không biết. Ông chạy mất tiêu, tao nói cứu mình chứ. Mà chạy khúc xa thiệt là xa rồi. Lần đầu tiên kỷ niệm nhất là vô nhà hát Hóc Môn coi ca nhạc á. Về nói ông nội ơi té xuống mà mình mập quá, té xuống tay chân bị ê. Cũng tội nghiệp lắm, bóp dầu bóp đồ. Mình thấy cũng được, thằng này cũng tốt. Sau cái lần mà ảnh về phòng trọ rồi ảnh bóp dầu cho em thì em có thiện cảm với anh chưa? Lúc đó cũng hơi rồi, nhưng mà sợ má, lúc đó ở chung với má nữa. Mạnh đứa nào cái gì nấy giống như đi chơi bình thường thôi, vì chúng chưa có suy nghĩ gì sâu xa hơn chút hết á. Rồi một hôm anh ta đứa uống rượu vô, anh ta dễ muốn dê vô phòng mình. Trời ơi, bắt kể tao nghe mà. Còn chắc là cái chuyện mà cái vợ máu dê đó chắc là lâm ly bi đát lắm đây nè. Đúng rồi. Sao đâu? Cái năn nỉ nói chuyện tình cảm với mình hoài à. Thôi mình cứ nhau đi, khi mình nói trời ơi, nói chuyện gì kỳ cục vậy? Mới cứ sọc rồi cứ cái gì? Cái nín thần đi về. Cái về xong hồi á thấy quằn lại, là ngay là chơi máu anh hùng luôn. Vô đóng cửa lại, khi nói mấy người có thương tôi thiệt thì mấy người hành động đi. Hỏi hành động mấy gì?
hung tôi, mình sợ quá. Phải hung. Mình hung luôn. Nó kêu làm cái gì làm đấy rồi. Nằm, nó kêu nằm xuống luôn. Ủa nó làm gì nữa? Không biết chuyện gì, nó không đến nó cũng đến đó. Trời ơi. Trời xong dễ sợ vậy. Nhưng mà bữa đó là bây giờ là do rượu đi. Là do rượu đúng không? Em là em có mục đích trước từ đầu á, là để mà em dùng rượu để mà em chơi cái chiêu là em uy hiếp cô này chưa? Trước đó là có một cái sự cố nhỏ, vợ em là đòi đi chơi mà cũng có một cái người bạn làm chung với em cũng bị tật giống em, thì đang đi xe gắn máy ba bánh thì cũng để ý cổ là bắt đầu lén đi. Lén đi thì em mới đang ngồi nhậu, cái nó ủa sao tự nhiên mỗi bữa thường thường là 6 giờ mấy là thấy có mặt ở nhà trọ mà sau này em thấy cái em tức quá em đi qua em hỏi em vợ, nói là ủa qua chị đâu rồi, nói đi rồi, đi chơi với thằng kia rồi. Cái đầu cái mình tức mình đi ra đi vô mình tìm hoài mà dòng cái chống gậy đi ra đi vô làm giống như dịch bắt đẻ vậy đó cái đi ra vô té cái đùng, cái em tức dậy quá thôi em đứng dậy em đi vô. Vô là bữa đó là bắt đầu qua bữa sau là em đã qua em gặp em hỏi em nói chuyện nói chuyện thì bắt đầu nói thôi giờ chia tay đi, quen chơi thôi chứ cũng không có tình cảm gì hết, mình đầu tư cả 2 tháng rồi mà bây giờ mình bỏ thì nó uổng quá, tiếc quá. Thì lúc đó em cũng nghĩ là đơn giản thôi, tự nhiên giờ không quen mình thì cũng quen người khác, đã có mục tiêu săn đón sẵn rồi thì thôi mình làm luôn, làm liều luôn, dạ làm liều luôn, được là... được thôi. Vậy mà có một lần mà cũng có bầu nữa chứ. Ủa là lần đó là có bầu luôn á hả cơ? Có bầu còn không biết nữa. Thấy cả ngày sau mà con ngựa thì nó có 44 kg à, mà sao cái bụng nó bự ra, cái không biết sao nó sợ quá không biết làm cái gì, chạy về nói với anh chồng, nói chồng ơi có bầu rồi, chồng nói thiệt anh, nói giỡn nói thiệt rồi xong á về nói với ông ba á, tội nghiệp ông ba ruột á, ông nín thinh à, ông không nói gì đó, còn má ruột á quýnh gần chết, quýnh tay chân sưng hết luôn, má nói gì nè, người ta chưa cưới mà ở có bầu nữa, bị vậy nữa ai cưới mình. Cái má nói thôi kệ nó, lỡ rồi thì kêu chồng gì nói với má chồng mà xuống cứ coi thử có cứ không, còn không cứ thì đi về quê. Xuống cứ luôn đó. Thật sự nghe cái câu chuyện á nó vừa vui mà mình cảm động, mình rất là cảm động. Còn hiện tại thì là bé được mấy tuổi rồi em? Bé 2 đứa con trai, đứa hả bao nhiêu? Đứa học lớp 12, đứa học lớp 9. Trời ơi, nãy giờ trong đầu tôi tưởng là đứa bé nó nhỏ 2-3 tuổi cơ. Hai chồng giỏi quá vậy. Hai chị em tôi đi từ bất ngờ này khác không vậy? Bây giờ như là ở với nhau được bao nhiêu năm rồi Hồng? 17 năm rồi. 17 năm rồi. Nghe nè, ổng có tật xấu gì không? Có nhiều thứ lắm. Ngày nào cũng đi uống cà phê đó. Uống gì sớm không nói gì, uống gì muộn. Tao nói cuốn quần áo đi ra ở với mẹ cà phê luôn cho rồi. Ta hay bỏ vợ bỏ con đi uống cà phê. Chiều là xách xe đi. Ủa nhưng mà chiều không bán hả Thành? Dạ chiều đi thường là có bữa thì bán có bữa không. Tự vì nhầm bữa là có mưa cái có khi bán được tới chừng 7-8 giờ là bắt đầu nó tối rồi. Mà thường thường bán tầm dưới đó thì nó mình ưa hay bị vé số là nó ưa bị cái tình trạng là dạ nó lừa số giả, hay số giả nó cho tới mình. Nó mua mình 10 tờ dạ. nó lựa hay xong á tối á, nó đưa cho mình 70 hay là 60 còn dạ. Thôi là nó lấy số giả đổi. Nó đổi số đổi giả số, nhưng mà số. Em bị dạ. Đổi số giả khác hoài rồi. Còn tật xấu gì nữa nè? Hút thuốc tối ngày à, người có 37 kg à, tao nói hút đi rồi mai mốt có ở vợ cho người ta xài, con cho người ta xài. Rồi hút thuốc còn gì nữa không? Ta xấu quá, mê người ta. Thấy gái đẹp là mê. Thở có ăn uống gì đâu mê chờ. Ngu hiên. Thấy con gái là nhìn muốn gớt con mắt. Đi với mình cũng nhìn á. Rồi có một ngày á, Vũ nhỏ đó phía tợ đi hai đứa uống cà phê mình đâu có thấy đâu. Mình thấy một cái á, tim mình nó uống thình thịch. Mình ngừng xe lại mình kêu chứ. Chết rồi, kêu chị bạn á. Chết rồi, chồng nó có vợ nhỏ hay cái gì không biết nữa. Mà sao bữa nay nó uống cà phê với con nhỏ này. Mình đi tới mình gặp phần chồng mà tự nhiên mình rung mà mình núp ở ngoài cái gốc cây mình nhìn nó hoài à, không dám tới. Cái mình đi về mà lòng mình không can tâm. Đi ra nó uống cà phê đây, mình uống bên đây ở canh nó thử sao. Rồi xong uống cà phê xong con nhỏ về ngu trả tiền. Uống gì được mà phải trả tiền cà phê. Thay bởi vậy. Mình nói ngon quá ha. Bử ở nhà ông xong đi kìm bử thiên hạ ha. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Hả? Có lười tắm hay là có lười đắp răng gì không? Mình kể một chuyện trong đời chưa ai nói.
Kể đi. Cái đầu tóc á, một tháng vợ không gọi là đi, một tháng không gọi là. Hiện tại bây giờ mất có 15 ngày à, chiều nay mới gọi nè, tao nói đi đi ấy cho nó xịt tóc đi rồi gì gọi luôn. Em gọi, không. Phải vợ gọi mới chịu. Đúng rồi, mà má chữ hoài à. Má nói có cái đầu không mà cũng không gọi đài đâu vợ. Vậy đó. Mà không bao giờ gọi đầu. Sao vậy cưng? Có cái má vợ gọi hả? Dạ, tại vì em thì em không có móng tay. Mà vợ em thì cái móng tay vợ em gọi gãi vô nó đã ngứa lắm. Em cứ kêu gãi mạnh nó đã ngứa, nó sướng gì đâu á. Ai biểu em có tay chi gội đầu chồng ghiền luôn. Em ơi, nhờ bà xã gội đầu thử coi sao. Bả khỏi có móng tay gọi cũng đã. Rồi tới bây giờ cái tình cảm cũng mười mấy năm ở chung với nhau rồi thì tình cảm vẫn còn mặn nồng không? Không. Ngoài cái chuyện gội đầu đó ra thì cái chuyện lúc kia sao? Thứ bảy chủ nhật là sợ lắm, còn bây giờ thứ bảy chủ nhật thì ổng lại sợ mình. Là sao? Chưa hiểu đó. Tại sao sợ? Không biết sao nữa, tội nghiệp má lắm. Mỗi lần tới thứ bảy tới chủ nhật là biết giờ là ổng muốn rồi. Tới ngày đó là chạy vòng vòng á, má chồng cũng hiểu ý lắm. Má chồng dẫn hai đứa con nhỏ về phòng, má nói thôi con ơi, vợ chồng không mà cho nó đi tội nghiệp nó. Rồi thế là hả, mình vô chịu chặn chứ sao. Rồi bây giờ lật ngược thế cờ. Đúng, bây giờ không muốn thứ bảy chủ nhật mình cũng làm thịt bình thường. Mà bây giờ mấy đứa nhỏ nó lớn rồi, giờ nó ngủ riêng đúng không? Hai đứa nhỏ nó còn nhỏ quá, mình cho nó ngủ dưới phòng. Còn hai vợ chồng lên lầu. Cái gác lâu ngày á, không có ai dọn dẹp hết á. Nó chán nó bị mục á, mình đâu có biết đâu. Mình lên trải chiếu nằm ngủ cũng bình thường. Ngủ cái sao mà nửa đêm á, chỗ mình nó không, mình nặng quá trời mà nó không sụp, chỗ ổng sụp. Hay gì á, chồng á thì phải cứu vợ phải không? Còn cái này mình đang ngủ á, ổng sụp thì kệ ổng sụp đi. Ổng lôi mình theo. Hên là mình chụp trúng cái thanh sắt á, mình giữ lại. Mình nói chết mẹ rồi, má ơi cứu con. Bà hỏi bà nội ơi, hai đứa mày làm cái gì? Nó sụp đi ghé. Nói không có sụp, tự dán nó mục á. Ngay chỗ con chồng nó ngủ sụp chứ không phải con đâu. Làm má chồng tưởng. Má chồng hiểu lầm phải không? Má chồng tưởng là má chồng tưởng hai đứa sụp sệt, không phải. Cũng hơn. Cái bữa đó mà là hai đứa mà coi như là lâm trận một cái là coi như là một cặp sụp xuống dưới nhà luôn. Bởi vậy nguy hiểm. Còn bây giờ cái gác đó đã sửa lại chưa? Rồi xong má thấy sụp vậy á, hai đứa yếu đuối không mà nửa đêm lỡ không sửa rồi nó sụp tới rồi gót xuống chết thiệt. Cái rồi má thấy vậy á, má mua miếng dán ép gì đó rồi má chắc lại bình thường. Bây giờ nhúng cũng không sụp nữa. Bây giờ hai chồng là ngủ vẫn ngủ trên gác đúng không? Dạ không, bây giờ đổi lại rồi. Hai nhỏ lên gác, hai đứa đây sợ nửa đêm á, im mắt mà bò ngủ á, hai đứa què trèo lên trèo xuống cầu thang té chết á. Má kêu hai đứa con lên lầu rồi, hai vợ chồng xuống đất lại à. Là má chồng đó phải không hay là má em? Má chồng. Má chồng. Má chồng cưng quá. Rồi cho ta kể tới em nè Thành, tật phản kèo với Thành. Bên ấy có tật xấu gì không Thành? Dạ có tật là mỗi lần mà ăn cơm vô là cái là nằm lăn ra ngủ giống heo. La hoài thì thay vì bây giờ ví dụ mình ăn xong thì mình dọn chén tô xuống thì mình rửa liền đi. Không chịu, để dưới sàn nước rồi ngã lên võng nằm ngủ một giờ tới sáng. Rồi thức dậy có rửa không? Tới 4 giờ sáng dậy đầu rửa. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Thì hay cầm rạm. Mình kêu thờ đồ trong nhà thì mình thấy nó hơi bề bộn thì con nó đang mắc làm dọn dẹp đằng trước thì mình kêu Toan vô dọn dẹp thì cái đầu cái con mình nó cũng nghe lời rồi, nó nói từ từ để con dọn đằng trước xong con vô. Không chịu. Vô dọn liền, tao kiếm mày vô dọn liền. Lăng nhằng chửi y xèo luôn. Rồi mong muốn thay đổi điều gì Thành? Thì em chỉ mong muốn là vợ em là mình làm gì cũng làm nhưng mà mình cũng phải từ tốn lại một chút. Mình bớt cái nóng nảy. Thứ nhất con nó cũng lớn rồi, mình nói nó từ từ, mình dạy dỗ nó từ từ. Nó sẽ kéo dừng lại cái tình cảm gia đình lại, nó ngày một thấm thiết hơn. Con không sửa lại. Không sao không. Em mong em muốn chồng thay đổi gì? Mong chồng thay đổi bớt đi cà phê lại. Uống cà phê quá trời, hút thuốc quá trời. Mà công mình bệnh hoạn không có ai lo nữa. Tại vì người ta đi đứng dễ dàng thì sao cũng được, còn mình đi đứng khó khăn lỡ bệnh hoạn rồi sao. Em chỉ mơ ước vậy thôi. Chị thấy hai cái ước, hai cái điều mong muốn của tụi em về nhau đều đều chính xác hết trơn á.
em là phải giữ sức khỏe, đúng không? Người cha, người trụ cột của gia đình. Còn cái vấn đề mà Thành nói với em về hai đứa nhỏ đó, chị thấy là em nên để tâm đến cái việc đó. Mà nhất nó là con trai nữa. Thành ra là cái lời ăn tiếng nói của mình khi mình la con á, mình cũng đừng có để nó bị tổn thương á. Nó giờ nó biết tự ái rồi. Mình phải làm sao cho con mình nó hiểu là cha mẹ nuôi con tới cái tuổi này rồi á, là phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trắc trở. Thì cái cách nói của mình làm sao để nó hiểu được điều đó, thì nó sẽ cảm thấy nó trân quý mình. Và trong đầu nó phải mặc định một cái điều là mình phải báo hiếu cha mẹ. Chị thấy là nên như vậy, nghe cưng. Rồi, trước khi kết thúc thì hôm nay là cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Và anh muốn mua của hai bạn 200 tờ giấy số. Và hãy giữ 200 tờ giấy số đó. Cái đây là không, tôi không tặng hai bạn, mà tôi mua 200 tờ giấy số đó để mà tặng cho hai bạn con trai ở nhà bạn. Hay quá, anh Bình hay quá. Mua 200 tờ giấy số nha. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã đến đây. Mời em giới thiệu cho mình. Xin chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Hồng Vân, xin chào khán giả ạ. Em là Lê Thị Thu Hà, năm nay em 25 tuổi và em đang làm công việc kinh doanh mỹ phẩm ạ. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận cùng quý vị khán giả. Em tên là Đức Anh. Năm nay em 33 tuổi, em đang làm chuyên viên của Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai. Hơn bà xã tới 8 tuổi luôn á hả? Hai vợ chồng các em là quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, hai vợ chồng em thì quen nhau qua mạng. Lúc đó là em cũng là đang kinh doanh mỹ phẩm ấy. Thì anh có nhắn tin rồi theo đuổi em, mà lúc đó em là sinh viên. Thì... nhắn tin gì? Đòi mua mỹ phẩm hay là sao? Dạ không, nhắn tin cua thôi. Vậy hả? Dạ. Mà sao Đức Anh lại biết cái Facebook của cô này? Tại vì kiểu như giờ nghỉ trưa anh, là mình rảnh rảnh mình coi, mình sợ sợ thấy cái này cũng được nên là mình nhắn tin cua cua. Cái câu đầu tiên em nhắn là nhắn sao em? Nhắn chào hỏi rồi ăn cơm chưa chứ con kia. Có cái trả lời sơ qua thôi, còn hoặc là không trả lời luôn. Nhưng không biết sao có 3 năm sau ấy thì anh vẫn tiếp tục nhắn tin cho em nữa. Trời, là trong 3 năm đó là anh có thường xuyên là nhắn tin trao đổi với em không? Dạ không, lâu lâu thôi. Cứ nhắn tin xong bật thời gian rồi lại quay lại nhắn tin giống tiếp. Kiểu hên xui ấy. Giống rồi... như mình bỏ vốn đó phải không em? Bỏ vốn như vậy là em cũng nhắn nhiều Facebook khác nữa. Nghĩa là xong rồi đến đâu có một ngày đó mưa tình cờ thôi. Anh cô ấy, vợ em mới đồng ý đi uống nước với em. Xong rồi đi ăn uống kia. Thì nhìn thấy tướng tiểu thư này chắc cũng ở nẻ thôi. Em kêu lên dưới cái chân gà, bọn em chơi luôn, xé tay ra ăn luôn, ăn hết luôn, thêm đi nữa luôn. Như vậy là 3 năm sau tụi em mới gặp nhau ngoài đời lần đầu tiên á. Dạ. Phải không? Thì em gặp ngoài đời thì em thấy làm sao? Lần đầu tiên ấn tượng lần đầu tiên á. Dạ, em thích lắm. Mà xinh không? Dạ, xinh. Giống hình nền không? Dạ. Vậy còn em thì sao? Thì ra uống cà phê thì thấy anh này cũng nói chung là tính tình cũng thiệt ý. Cách anh nói chuyện không có điêu hoa như mấy chàng trai khác. Thì mình cũng có cảm tình ngay lúc chắc đầu. Chắc là cũng đi ăn đi chân gà với nhiều chàng trai khác lắm rồi nè. Dạ đó, thì em đi với nhiều, rất là nhiều bạn bè luôn. Bao lâu thì hai người mới chính thức quen nhau? 2-3 tháng sau. Em bỏ vốn vô nhiều không? Có 2 lít chân gà thôi. Còn có 2 dĩa thôi. Ủa, là sau đó là không có... Không có, nhưng mà vợ xử lý hết. Em trả tiền hả? Dạ. Sao kỳ vậy? Ảnh có trả tiền cho mình lúc đầu thì mình cũng sẽ giao, mình cũng trả tiền qua lại cho anh lúc sau. Hai vợ chồng cứ trả qua trả lại thôi chứ không có cố định là một mình anh phải trả. Đó có xem hay quá vậy. Em cố tình em thử lòng thôi đúng không? Chứ em đi làm em thấy là nhiều cô cũng đẹp hết, nhưng mà anh giống kiểu bào quá bỏ chạy luôn. Bào quá luôn. Còn có thử cổ nhiều cách khác nữa không? Em đến đó đi chơi, em lấy xe điện em chở đi. Xe đạp điện. Và lúc đó em có nghĩ ảnh là khó khăn không? Dạ thì lúc đầu em cũng nghĩ là anh đang khó khăn. Em thì không có quan trọng lắm cái việc là người yêu mình phải giàu vậy á. Quan trọng là người ta có ý chí làm thôi. Mà lúc trước ấy, trước đó thì em cũng có suy nghĩ là phải cưới chồng thiệt giàu, là phải quen toàn đại gia đi ô tô này kia. Nhưng không biết sao gặp anh này thì em thay đổi hoàn toàn hết. Bao lâu thì mới là chính thức quen nhau, yêu nhau? 3 tháng thì tụi em chính thức quen nhau. Hôm đấy nói quen nhau là vợ đồng ý rồi. Nhưng mà bà kêu thôi dẫn về cho ba má xem chỗ bạn con như nào á. Cái bà kêu thôi chắc chú cháu mình làm tí. Nhậu đâu từ 8 giờ đến tầm 12 giờ hết thùng bia rồi. Chú kêu chứ, bà kêu chứ, thôi chắc làm chú 3 ly rượu nữa đi. Làm tiếp tới 2 giờ sáng luôn. Kiểu như là thử mình xem là có lầy lội lầy nhè hay không á. Xong nó xong em thấy ba cũng mệt rồi. Em bảo thôi chú ơi, cho con mệt, con xin phép con ngủ. Thế là coi như là hôm đấy xong qua vòng đó. Là qua rồi. Cái vòng phụ huynh đó đúng không? Lúc đó ba cũng vào nói với em mà ba thử nó cho nó say mà đô nó cao quá ba chịu hết nổi, ba ngủ đi. em có đưa bạn này về nhà bên em không? Dạ có. Lúc mà em quen vợ em á, em không nghĩ rằng lúc đó nó xảy ra quá nhiều cái biến cố đi. Bố em ốm trong vòng một tháng nữa, đúng một tháng.
mất luôn. Nhưng mà lúc đó em quen rất nhiều cô lắm, cũng nhiều. Nhưng lúc đó nhìn có mối vợ đến phụ em, em thấy luôn kiểu là ông trời sắp xếp cho mình. Xong rồi sau đám ấy thì em cũng nhấn về với thiệu mẹ đây là người yêu con kia đó. Vợ em giống kiểu một món quà ông trời sắp đặt cho em ấy. Nên rất quý. Và từ cái lúc quen nhau cho đến lúc cưới đó là bao nhiêu lâu? 3 năm ạ. Trong 3 năm đó các em có ở chung với nhau không? Dạ có ạ. Lúc mà gần cưới thì cách mấy tháng ấy, gần hết sinh viên rồi thì ký túc xá cũng sửa lại, người ta không có cho sinh viên ở nữa, thì em cũng tính đi tìm trọ, nhưng anh này nói thì đúng, thôi anh ở chung cư nên là qua ở với anh, tại vì lúc đó anh không phải sống một mình, tại có mẹ anh nữa. Nói chung là mẹ anh cũng có xuống nhà em, cũng nói là thôi cháu giờ nó không ở được ký túc xá thì thôi cho qua đấy, tôi nấu cơm rồi nấu đồ ăn cho ăn rồi đi học về vậy đó. Thế là ba mẹ em cũng đồng ý. Mới đầu thì kêu về ở với mẹ. Mẹ dụ, mẹ chồng là người dụ em về. Về ở chung với mẹ nhưng mà có ở phòng mẹ không hay là ở phòng khác? Em ở phòng khác. Phòng đó mấy người? Dạ có 2 người. Thôi, vậy biết rồi. Nhưng mà mẹ thì sao, mẹ em? Mẹ em thì lúc đầu thì không có biết em ở chung với ảnh đâu. Cứ nghĩ chắc ở nhà thôi, nhưng là ngủ với mẹ. Với lại là mẹ có lên thì mẹ cũng không có ở lại buổi tối á, cho nên mẹ cũng không có biết. Thưa các em, ở suôn sẻ đến cái ngày cưới là nó suôn sẻ đúng không? Suôn sẻ tới ngày cưới thôi. Là do là nhiều khi có một mình em lo cưới thôi. Lo quá đến lúc mà ngày mai cưới rồi ấy, nhìn tối nay nó sốt mà sốt như kiểu sốt siêu vi chị. Mờ mắt luôn, em không thấy đường luôn. Cũng may có cái anh bác sĩ ở gần nhà, anh mới sang anh chuyển cho cứ 2 tiếng một chai hạ sốt. 2 tiếng sốt chuyển tới sáng luôn đó. Đến lúc mà đi xuống nước dâu người ta cũng bia đúng không? Em lại có cái 2 viên hạ sốt trong đó. Trong nước lọc á, cầm này nè, cứ người ta uống mình uống, người ta uống mình uống. Trời tội nghiệp không? Mà lấy vợ xong thì thấy nó hết rồi. Sau sốt. Đêm tân hôn là hết sốt luôn anh. Tụi em là lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ 1 năm 2 tháng rồi ạ. Có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Chưa, chắc là cũng biết được tật xấu của nhau đúng không? Dạ nhiều lắm ạ. Nhiều lắm hả? Chồng em thì ở dơ cực kỳ. Thì bình thường đi chơi với mình thì đưa đón mình thì chắc là anh biết là hôm nay đi chơi với mình, cho nên là tắm rửa sạch sẽ rồi xịt dầu thơm thơm phức ra, mình đâu có biết đâu. Nhưng khi mà mình về mình ở chung á thì biết là không có tắm. Thế là ổng sợ tắm rồi sao? Em cũng không biết nữa, nhưng ban ngày thì có tắm rồi xịt dầu thơm đi làm, nhưng buổi tối về thì không có tắm. Buổi tối về là mình hửi hết. Là nhậu về sợ chết. Tắm lên một cụ như thôi, nhưng mà ngày nào cũng nhậu về thành ra cũng vậy thôi. Rồi cái tật xấu gì nữa? Là nhậu nhiều á chị. Tuần là đi hết 6-7 bữa luôn. Ủa bây giờ vẫn còn hả? Dạ. Vậy là sẵn em mong muốn chồng mình thay đổi cái gì không? Em mong muốn là chồng em bớt nhậu lại, về sớm với em và dành nhiều thời gian cho gia đình thôi. Dạ. Tại chồng em là cũng như là tuyệt vời lắm. Chỉ có nhậu là hơi làm em buồn thôi, chứ còn chiều em cực kỳ chiều. Vợ thích cái gì cũng làm, vợ sai cái gì cũng làm. Nói chung là nhiều khi mà em ở trong phòng á, em khát nước, anh ơi ra lấy cho em ly nước, anh ơi em thèm xoài nửa đêm nữa không vậy á. Anh đang ngủ mà em gõ, anh em nói là anh chạy ra anh lấy hết. Chỉ có cái việc là nhậu thôi. Rồi giờ tới bạn đó. Và em à, con cái đam mê là như kiểu là muốn làm cái gì làm liền, đang thèm cái gì đó từ đi mua, không phải đi ngay, phải làm ngay. Nít mà em chấp làm cái gì mà mỗi lần mà không làm đúng ý là có ngắt có nhé rồi nguyên cánh tay luôn, đây coi như là không còn chỗ trống luôn, thật quá bức xúc quá không làm được á. Biết rồi, đưa tay lên làm phập lên đầu cắn hả? Cắn chồng cắn hả? Ồ vậy tay đó rồi tay trái này phải là ngực kia tùm lum hết rồi. Khi em đang ngủ mấy chuyện đi xịn nhậu vậy nhưng nghe nói phát trời rồi, nguyên một dấu răng ở đây cắn ở đây là cưng em ơi, cưng cưng thì mới cắn đây. Đau lắm, rất là đau. Trời ơi, tôi muốn cắn rồi, mỗi lần cắn rồi quạo rồi chết rồi, nghĩa là cưng gì mà cưng, đau lắm đau. Nhưng người vợ người ta đang cưng chồng người ta mới cắn. Ý là vậy, còn em đau kệ em. Nhưng mà bây giờ cái điều mà em mong muốn vợ em thay đổi nhất là điều gì? Em mong muốn là vợ chịu khó ăn uống xíu. Khi vợ làm quá quên cả ăn luôn đó. Ngày ăn bữa 2 bữa vậy đó, ăn lặn xạ vậy đó. Em mong muốn là thì lúc nào đó anh mà không có thời gian mà chăm cho em á thì em cũng phải tự biết chăm cho tự mình, biết đúng không? Ăn uống mà đừng có quên ăn. Khi mà một người ốm là rất nhiều chuyện xảy ra, nó mệt. Em lo rồi thôi. Đúng rồi. Dạ tại vì công việc của em ấy thì nhiều khi đang nhắn tin với khách hàng hoặc là đang training các bạn ấy thì mình đang hứng như vậy ấy, mình không có dừng lại mình ăn được. Nhưng khi mà qua cái cử đói bụng á, thế là mình không có thèm ăn nữa. Thì bây giờ em phải sắp xếp. Nhiều khi các bạn gọi đột xuất cho mình ấy chị. Thì đó, dạ. Ý chị mới nói là bây giờ em phải tìm đổi lại cái phương pháp ăn. Ví dụ như thay vì mình không đúng bữa thì mình sẽ ăn, mình ăn theo kiểu mà ăn vặt á, ăn nhiều bữa.
đó, cứ tranh thủ ăn được là mình ăn thôi. Đúng vậy. Cái lúc mà cái sức mình bắt đầu nó cụp xuống rồi á là vực lên không có nổi luôn. Đó, rất là nguy hiểm, là chồng cưng quá, chồng mới để ý vậy đó. Còn cái chuyện nhậu của chồng thì thực sự là nan giải. Tại vì cái công việc của chồng em á, đối tác, bạn bè đủ thứ đúng không em? Mình là cũng hạn chế rất nhiều á. Bằng hết khả năng của mình em có thể, cái nào mà em có thể chừa được hoặc là cancel được cái đó thì em cố gắng dành cho vợ. Biết là em cưng em chiều vợ đó, nhưng cái thời gian để cưng chiều đó nó ít ỏi quá thì chạnh lòng á em. Thực sự là chạnh lòng. Với lại bây giờ là chưa có em bé nha, cái lúc mà nhất là những cấn bầu á, trong cái thời gian mà 9 tháng 10 ngày á, là cái thời gian nó dễ tủi thân lắm luôn. Rồi xong rồi sanh ra rồi ha, còn tủi thân hơn nữa nếu như mà bên cạnh mình không có người chồng của mình. Thì cái việc này là hai em phải tự sắp xếp thôi, chứ không ai có thể can thiệp được trong cái cuộc sống gia đình của tụi em. Đúng không? Cô muốn có em bé chưa? Dạ em thì chưa, tính sang năm nữa cơ. Bé nó 25 rồi, bé nó mới 25 thôi. Rồi, lo công việc và lo tận hưởng cuộc sống. Thôi chúc luôn đi hai em nghe, mọi thứ suôn sẻ, công việc thuận lợi, phát triển ha. Qua năm sau, muốn gì có đó. Cảm ơn anh. Nha, xin cảm ơn hai em. Em tên là Ngọc Linh, em 25 tuổi, em đến từ An Giang. Em làm công tác ở đâu? Em lấy chồng rồi, em cũng về quê. Em có mở một cái tiệm chuyên nail á. Nail? Ở dưới quê luôn. Mở tiệm nail. Làm móng đó phải không? Quê gọi làm móng. Rồi. Dạ em tên Ngọc Tài, em ở An Giang luôn, cùng quê với vợ em luôn. Em năm nay 27 tuổi. Tài đang làm công tác ngành nào? Dạ em công tác bên nhà công đám cưới. Em đánh nhạc cụ gì? Organ. Organ. Dạ. Thôi giờ hai em kể cho chị Vân với anh nghe là chuyện tình của hai em như thế nào. Em thì biết chồng em á là 2 năm về trước, nhưng mà hai đứa biết nhau mà không có ai mà nói chuyện với ai hết trơn á. Tại lúc đó là anh đi chơi với bạn ảnh, em đi chơi với bạn em. Cái xong rồi vô tình 2 năm sau em đi về quê. Cái em gặp lại ảnh trong cái sinh nhật của anh. Quê cô là ở An Giang rồi mà cô còn về quê. Tại vì vợ lúc đó ở Sài Gòn. Em làm việc ở Sài Gòn. Đó. Em cũng được mời cái đám sinh nhật đó. Rồi em vẫn lợi đám sinh nhật mà chiều bữa đó em còn có show để đi đàn. Rồi xong thấy vợ em, xong rồi em rủ vợ em đi xem em đàn luôn. Em đi chơi rồi xong anh chở em về. Em về nhà, xong cũng có nhắn tin, cũng có điện thoại. Mà lúc đó hai đứa chưa có gì hết trơn á. Chưa có ngỏ ý gì nhau hết trơn á. Em về dưới thì được khoảng 10 ngày. Cái bắt đầu em mới có suy nghĩ là em đi lên Sài Gòn lại. Thì lúc đó ảnh có nhắn tin cho em, ảnh nói là ảnh muốn quen em. Em cũng chưa có nói gì hết, nhưng mà em nói là em sẽ đi Sài Gòn. Thì nếu mà em đi Sài Gòn vậy thì sao quen được. Rồi cái anh nói thì em cứ lên đó làm đi, rồi anh rảnh thời gian nào thì anh lên thăm em vào đó. Mà anh nói cho em tự tung tự tác ghê lắm. Ở đâu? Ở dưới quê là em xa đúng không? Dạ, em xa. Lên Sài Gòn, còn chồng em vẫn ở dưới An Giang. Dạ. Rồi sao em biết ảnh tự tung tự tác? Sao em biết? Tại vì ở dưới em có tai mắt hết rồi chị. Trời ơi. Tai mắt hết rồi chị. Không nghĩ là vợ em biết thì cứ đi đám cưới thì gặp cô này dễ thương thì xin số nói chuyện qua lại vậy thôi. Thôi. Ờ thì ảnh nói chuyện nó nghe chững chạc lắm. Cái gì cũng nói nghe hay lắm. Mình thì mình nghe cái mình tự nhiên mình cũng tin tưởng. Giống như mình dạy, mình dạy vậy đó. Cái đùng ra một cái quen nhóc hết trơn luôn. Quen nhóc hết trơn luôn. Dạ, nhóc hết trơn luôn. Ghê lắm. Rồi sao? Rồi quen ta rồi em... có làm chuyện gì động trời đó không? Dạ có, nhiều lắm. Bây giờ kể một vài câu chuyện động trời cho anh nghe đi. Ông anh ở dưới quê chơi thân. Cháu ruột của cái anh đó mới có 17 tuổi à. Mà dám chở con người ta đi khách sạn. Mà chỉ cái lời đó là chỉ cái đồn thôi, chứ thật sự là đi ăn ban đêm. Mà có chở không? Chỉ có chở mà chở đi ăn thôi. Mà ăn trong khách sạn, ăn ở đâu? Ăn ở ngoài quá, quá chứ gọi. Rồi chở. Nhưng mà mình đâu gì? Có biết, mình đâu có biết được là có đi khách sạn hay không đâu. Nhưng mà biết chắc chắn là người này chở người kia đi. Mà đi mà khóa máy luôn. Mà tính bơ luôn vậy đó nghe. Đi cái em điện xong vừa về tới nhà là có người nhắn tin cho em liền. Ông anh đó, ông nhắn tin cho em liền, ông nói là tại về tới nhà rồi kìa. Lúc đó em đang ở trên Sài Gòn mà em đâu có ngủ được đâu anh. Tức 1-2 giờ sáng điện về tới nhà, điện cho ảnh xong cái ảnh nói anh về tới nhà rồi, hỏi ủa sao em điện cho anh không được. Cái nói tại mấy anh hết pin mà em bình tĩnh lắm nha, em không nói gì hết trơn á. Vậy thôi anh ngủ đi ha. Anh cũng nói anh mệt quá, anh mới đi đờn về mệt quá, anh ngủ nha. Rồi tắt máy ngủ. Em ở trên đây em tức, em ức nha, em ức mà em đệ, em đâu có ngủ được đâu, em thức sáng một đêm luôn. Rồi bây giờ có câu chuyện nào mà động trời không mà dạ, khiến cho em quyết định là có mém mới chơi á, chia tay á? Dạ là cái lần mà gần Tết, gần chuẩn bị đám cưới rồi, là coi ngày hết rồi, là biết ngày hết trơn rồi.
em vô tình em mất cái điện thoại. Ảnh mới tự dưới quê ảnh đem cái điện thoại lên cho em xài. Có một cái chương trình like á, mở ra toàn là cuộc điện thoại, toàn là tin nhắn không, hai người hẹn hò Tết chở về đi khách sạn. Ông nói gì vậy ông ơi? Ông sợ ông quen ai ông cũng hốt tao đi khách sạn ông ơi. Ông trời ơi, làm như ông có cổ phòng với khách sạn hay sao? Tại em cái tính em hơi đào hoa, tại vì xa vợ mà hơi đào hoa một tí. Đào hoa mà không phải không có làm gì hết, chỉ có tin qua lại vậy thôi. Ừ. Tin qua lại vậy thôi chứ không có chuyện gì xảy ra. Tại vì em tin tưởng, em cũng tha thứ một hai lần rồi, trong lòng mình cũng bị tổn thương, cứ nghĩ tới là cứ khóc. Em quyết định em chia tay. Anh điện thoại cho em nói chuyện giống như cái xác mà không có hồn vậy đó. Cái xong rồi cái em mới nghe kinh Phật, lúc đó là em bắt đầu em nghe kinh Phật. Mỗi lần mà em nghe là em khóc. Tại vì mình tin tưởng. Cứ nói em cứ nói em đi. Cứ nói đi, em cứ khóc nói thì đi. Em khóc cho chồng em thấy không, là không là thực sự là em rất là bế tắc trong cái thời điểm đó, cứ rất nói là buồn. Em mới đánh đổi. Em tha thứ hết cho ảnh, giống như em đánh đổi cái tấm lòng của mình, em dành cho ảnh hết. Tha thứ hết. Để nếu mà sau này anh biết, anh thấy cái tình cảm mình đối với ảnh như vậy thì ảnh sẽ thay đổi, thì mình sẽ được hạnh phúc. Còn nếu mà mình không may mắn ảnh như vậy nữa thì coi như là mình số mình mắc nợ ảnh. Khi mà cưới nhau về có thay đổi cái tính lăng nhăng không? Cũng có. Ngay cái ngày đêm đồng phòng á, cái cô bé mà gọi điện là Tết về sẽ đón á, nhắn tin cho ảnh á, hỏi đám cưới cho anh rồi có hình chưa, rồi ảnh nói là chưa em. Rồi con bé nó nói là khi nào mà có hình á anh gửi qua cho em nha. Cái cảm giác của em giống như là con bé nó chấp nhận ảnh có vợ rồi nhưng mà vẫn muốn qua lại với ảnh. Mà em thì đâu có nói gì, vẫn nói anh đã có vợ rồi, đừng nhắn tin cho anh nữa. Người kia nói ok rồi không nhắn tin nữa, từ đó tới bây giờ là vẫn không nhắn tin nữa. Nhưng mà rồi nghe xong rồi còn động phòng được không? Không. Không. Sao động phòng nổi? Xong rồi nói đủ thứ chân này, xong ảnh cũng năn nỉ, anh nói là ảnh không có gì đâu để anh nhắn tin vậy. Xong rồi cũng năn nỉ vợ, năn nỉ hồi rồi cũng phan nhau một cái mới đi ngủ. Trời đất ơi. Tại vì trước đó là ăn sâu. Không, con hứng ở đâu rồi? Không, là nghĩ lúc đó rồi. Nói chung là tôi cảm ơn em đã cho tôi một cú té mà nói là quá tuyệt vời. Tại vì em đã dẫn dắt câu chuyện nó đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Rồi, bây giờ sau khi cưới nhau về, ngoài cái việc là anh ấy lăng nhăng, anh ấy còn có những tật xấu gì không? Có. Đã thay đổi rồi, nhờ em nghe kinh Phật. Dạ, về có 2-3 ngày là lộ ra hết luôn. Lộ ra hết luôn? Dạ. Lúc mới cưới, chưa có cưới là cái gì, anh cũng chín chắn, nói chuyện rất là chín chắn. Anh là một người biết lo cho gia đình, anh biết thương mẹ. Nói chung là cái gì mình nghe mình cũng thấy, người đàn ông này sau này mình sẽ được người ta đỡ đần nè. Nhưng mà về là không có, nó ngược lại hết trơn. Thí dụ, giống như nói với mẹ, nói là rất là thương mẹ nha. Mẹ anh lớn tuổi rồi, bây giờ anh không có để cho mẹ anh giặt đồ của anh mặc hồi đó giờ anh giặt không à. Nhưng mà về hỏi mẹ không có, bắt mẹ giặt không à. Vậy là nói xạo. Dạ. Đúng rồi. Còn gì nữa không? Còn. Còn nhiều lắm. Giống như chất chứa trong lòng á, đúng không bà con? Hả? Chất chứa trong lòng bữa nay mới được khui, đúng dạ, không? Dạ, bữa nay mới được. Lúc bình thường rất là thương vợ, cái gì cũng vợ hết trơn á, lo lắng cho vợ. Nhưng mà tới lúc nhậu vô là cọc tính, nói chuyện láo lắm. Coi, ví dụ mới cưới về cái chưa gì hết, ảnh nghe cái đêm hay chưa nhàn nhạt thì em thấy là cái lúc đó là ảnh lo làm quá đi, thì mình sợ ảnh đói xỉn hết rồi, còn có mấy người ngồi lại với hai chồng em, em mới lo cho ảnh ăn, em mới đút cho ảnh ăn. Cái quay người ta mệt muốn chết còn bắt người ta ăn ớ hết là gì, quay ảnh nói em vậy đó mà cái mặt láo lắm. Con mắt á thì con đậu con bay à. Mà nói chuyện mà liếc vậy là thấy có một con à, con kia mất tiêu rồi. Mà nghĩ là mới cưới, mới mua cái vàng đồ là buổi tối bữa đó nhậu, mà hai đứa em với vợ em, mà những người gây ra chuyện là em nói là em lớn tiếng như vậy em. Xong rồi lôi ra vợ đồ về nhà mẹ, chạy chở về nhà mẹ đồ ly dị, hai đứa đi về đi, chở em luôn, vợ em đòi em đòi đi về. Em nói mẹ sáng mẹ phải về đây mẹ rước con, mẹ không rước con về là con chết. Cái xong cái hả, anh quay qua anh nói là khỏi đi, khỏi đợi mẹ rước, giờ em muốn đi tôi chở em đi. Xong đùng chở lên Sài Gòn hả? Không, chở về nhà mẹ em á, nhà ảnh với nhà em á, chả gì chả gì nhà mẹ với quê đúng không? Dạ. Anh đùng lên, ông nói vậy. Cái xong anh mở cửa anh la làng lên, anh nói mẹ cha ông bà cái đêm qua coi nè, vợ con hả, giờ nó đòi gì bển, chở đi gì bển, nó chống với con hả,
cho nó trống với con nè. Là lá bà Hải đúng không? Dạ, là tự nhiên nhảy khơ 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 lên vậy. Ảnh là có cái chuyện gì là ảnh cũng nhảy cừng 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 lên vậy chứ. Giống giống như chiếc phèo vậy. Rồi sao? Rồi sao? Xong rồi bữa đó làm sao? Chở về nhà làm sao? Chở em về nhà xong rồi. Ở nhà ảnh thì ảnh nói chuyện nó hả lên mặt lắm. Về nhà em á giống tính queo vậy nè. Xìu xuống. Ảnh nói là lúc đó là ảnh chở em về xong là ảnh đi về luôn. Mà lúc về rồi xong em đi vô phòng em đóng cửa cái gầm lại là không chịu đi về. Ngó ngoài giống hoài luôn, nói chuyện với mẹ xong rồi đóng cửa lại. Leo nhà em có cái bức tường á, leo từ trên leo từ phòng này qua phòng kia nhảy xuống. Trời ơi. Năn nỉ lại chứ không năn nỉ mắc vợ sao. Nhưng mà bây giờ là lúc đó đang ở trong phòng mà bây giờ leo tường vô vậy rồi lúc đó em sao? Thì leo tường vô thì cho vô chứ em giờ em biết vô sao. Vô rồi làm gì? Vô xong rồi năn nỉ nằm kêu ngủ đi mà em khóc hoài, em khóc hút hít vậy cũng năn nỉ xong rồi cái mà lúc đó em bị lên cơn đau tim á, em cứ hớt em thở không được á mà mình tức nữa. Cứ xong cái em sợ á là lạng mẹ đừng nói mẹ, tại vì mẹ em ngồi bên phòng kia mẹ em la cái mẹ đừng nói nữa, vợ con lên đau tim mà mẹ đừng kể nữa, cái bà sợ quá bà đi qua, mẹ đi qua bóp dầu ha cho em rồi. Cái em khóc, cái anh cũng khóc luôn, anh năn nỉ anh xin lỗi vợ anh xin lỗi nha, khóc quá chân khóc luôn. Xong rồi em mới thấy vậy cái em mới cũng xìu cái xuống tim dạ. Cái xuống tim dạ. Rồi sao xìu rồi ngủ tới sáng thì thôi đó chứ không có gì không không xỉn là không có hàng nổi. Không xỉn là chắc cũng không có tha đâu á. Không xỉn là không có tha đâu đúng không? Đâu đến tài đó em. Vợ em thì được cái tánh là gan trai á, ví dụ như ngồi trong bàn nhậu hai ba người trong đó nó ghét hai người thì nó cứ ra mặt nhạt nộ gì đó bỏ đi, không nhậu với người đó là người đó nữa. Công việc em thì công việc giao lưu, vậy là em muốn thì vợ em sau này thì sẽ sửa cái tánh mà đánh đá tí xíu đó, ví dụ như không ghét người ta thì vẫn ngồi đó với người ta với chồng con với chồng vợ với chồng. Rồi sao nữa? Rồi, còn thật xấu gì nữa? Cô ấy có thật xấu không? Kể có, đi cũng có vậy có kể đi mà lên đây cũng quá em quên mất tiêu. Em có muốn chia sẻ những gì về trong lòng của mình, có muốn chia sẻ điều gì đó để cho vợ mình hiểu mình không? Thì sống chung thì cũng được gần 10 tháng thôi. Thì bây giờ em mới hiểu ra là vợ rất là thương em rất là nhiều, chu toàn hết. Thì em muốn sau này hai chồng cũng nắm tay nhau suốt cuộc đời này để nuôi gia đình mình. Những chuyện đã qua có muốn nói gì với vợ mình không? Anh yêu vợ. Trời muốn khóc rồi kìa. Yêu thì ta ôm một cái rồi ta hung một cái đi. Thì đừng có phang thôi, hiểu không? Phang lên. Đứng lên, không có gì phải ngồi vậy. Ôm vợ cái đi. Thật sự đó, rất là đẹp luôn quý vị đúng không? Quá đẹp. Dễ thương quá không, trời quá đất. Nói với tớ cũng phải về phàn cái vậy. Chồng đã. Trời ơi, suốt ngày cái đồ phàn hoài. Hai chồng đi cái khổ phàn quá. Ta chưa có con mà. Phàn kiếm con chứ. Ủa, có muốn có con không? Dạ có. Để đó, chuyện đó để anh lo. Dễ thương quá trời luôn. Vậy là bây giờ chồng chỉ muốn vợ là thay đổi cái gì? Tính tức là bớt gọi là bớt thật đi chút xíu, có nghĩa là giấu cảm xúc chút xíu. Dạ. Không có ưa người đó nhưng mà kệ thôi, người đó là chồng bạn của chồng mình thôi, kệ. Dạ. Mình nén lại chút xíu. Dạ. Rồi là muốn là nắm tay nhau thật chặt, là siết tay nhau thật lâu. Đó thì cuối cùng. Rồi vậy còn vợ sao? Còn em muốn anh ấy thay đổi điều gì? Bình thường thì rất là thương vợ, không có cái gì hết trơn á, rất là lo lắng cho vợ, cái gì cũng là vợ hết. Nhưng mà có cái là nhậu vô á, điên lắm. Ai mà khích ảnh á, giống như cái ông anh nó không hay nó chơi mà giữa nó chơi mà giữa nó thiệt, em không có thích. Anh nói nếu mà vợ tao mà nói câu đó là tao đánh gãy răng. Không ai tán vỡ mà nói như thế, cái xong ảnh bị kích động á. Dễ kích động thì đó rồi. Thì chị nói em nghe, bây giờ em cứ thử đi nha. Dạ. Chẳng hạn chồng mình á, trong coi như 24 tiếng đồng hồ thì trong đó chỉ khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng á là chồng mình ở bên cạnh mình thôi. Dạ. Còn lại 7 tiếng hoặc là 8 tiếng kia là ở với bạn bè. Dạ. Đúng không nè? Thì á, khi nào mà em được lòng của bạn chồng em á. Dạ. Thì mọi cái á, nó sẽ hóa giải được hết. Dạ. Em phải hiểu là đó, cái chuyện mà chẳng hạn như là cái tánh em thẳng, em bộc trực á,
chứ em không thích người này là em tỏ thái độ là em không thích liền. Dạ. Ví dụ vậy. Dạ. Thì chắc chắn là người kia họ sẽ không thể nào đồng cảm được cái chuyện đó của em. Dạ. Và họ sẽ sau khi mà em đi rồi, em bỏ đi rồi thì tất cả những điều đó chồng em nghe hết. Dạ. Hiểu không? Dạ. Con vợ mày tao thấy vậy vậy vậy, mày mà không dạy nó mai mốt đó, tao nói thiệt mày, nó leo đầu mày, nó ngồi thế này nó kia, nghe hoài nghe hoài. Dạ. Nghe hoài lắng lại thành cái tiềm thức đó chị nói em. Dạ. Thì bây giờ em phải dùng cái cách của em. Em xóa hết mấy cái tiềm thức cũ đi. Dạ. Đúng không? Dạ. Bằng cách gì? Bằng cách là nhỏ to tâm sự với chồng. Bằng cách đó là lấy được cái tình cảm của bạn chồng. Dạ. Có nghĩa là em thương chồng là em phải thương bạn của chồng. Mặc dù mình khó chịu thiệt nhưng mình phải tạo được cái mối quan hệ đó. Dạ. Thì em thấy mọi thứ nó khác liền. Ừ. Dạ. Hả Gương? Dạ. Thôi nhân đây thì cũng chúc hai em nha. Dạ. Lúc nào cũng thấu hiểu nhau hết. Dạ. Và hạnh phúc. Dạ. Và đặc biệt là trong năm sau có em bé. Dạ. 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 Ok. Rồi cảm ơn em. Em xin giới thiệu, em là Nam Uyên, năm nay em 26 tuổi. Em đến từ Quảng Nam và em hiện tại là nhân viên ngân hàng ạ. Mời chồng của Nam Uyên. Thì em tên là Quốc Vương. Thì hiện tại em đang làm nhân viên IT, chuyên về phát triển phần mềm, em cũng đến cùng quê với vợ luôn. Dạ. Nghe bạn này là mình biết liền là Quảng Nam, giọng kia thì lại không giống. Ừ, mà Quốc Vương là có liên quan tới Quốc Thuận không? Dạ chắc cũng có. Chắc chắn là hai bạn là quen nhau từ cái thời thanh mai trúc mã đúng không? Dạ đúng rồi, tụi em quen nhau từ thời cấp 3. Em ấn tượng vợ lần đầu tiên là vào buổi sinh nhật vợ á. Tuy là rất là nhỏ con, nhỏ nhất lớp nhưng mà miệng thì to nhất lớp, rất là nhoi. Em không biết, do bẩm sinh hay sao mà giọng em lúc nào cũng to hết á. Người nhỏ luôn, lúc nào em cũng thích chị cũng to to hết á. Vậy thì Uyên có ấn tượng gì về anh ấy không? Dạ có ạ. Chồng hay phát biểu mà lúc nào cũng phát biểu đúng á. Cứ quay xuống sao ai mà giỏi gì, cái gì cũng biết hết vậy. Là học giỏi đúng không? Giỏi. Ngày dạ. trước á, ngày trước chị đi học chị cũng hay ấn tượng với mấy người bạn trai á mà học giỏi. Dạ. Hồi đó là con trai mà học giỏi là chảnh lắm luôn á. Hồi đó em có chảnh không? Dạ. Ít cười chắc chắn là chảnh rồi. Dạ. Mấy bạn gái thì thấy chảnh thôi chứ em thì mấy bạn trai thì bình thường. Đến bao lâu thì các bạn mới thực sự để ý nhau? Em á thì hay để ý chồng em mà lúc đó để ý với cương vị là một người ngưỡng mộ. Em muốn cũng muốn làm quen với chồng em lắm để mình trao đổi học tập, nhưng mà chồng em lúc đó thì không nói hỏi câu kìa. Hết rồi, muốn bắt một câu chuyện nữa để hai đứa cùng giao lưu, không có nói, không bắt chúng đại được. Giống như là mình ít nói chuyện với con gái nên cũng không có chuyện gì để nói hết. Chị tại biết chị hận lắm rồi đó, chị lớp 10 cũng giống em vậy đó. Dạ. Lớp trưởng chị học giỏi thiệt là giỏi mà xấu như quỷ vậy đó. Mà chảnh giỏi mà. Sao lúc đó mình thấy cái người đó đẹp ghê, là đẹp luôn á. Thiệt luôn. Rồi cái cứ cũng cứ tìm cách rà làm quen hoài, nó không thèm nói chuyện mình. Dạ. Nó tới lúc nó đi nước ngoài luôn. Giờ coi lại mấy cái hình hồi xưa nó xấu tàn cách luôn. Hồi đó, hồi dữ vậy. Hồi đó là mình thấy lung linh. Đúng. Đúng chưa? Hồi đó là thấy đẹp lắm, đẹp nhất lớp luôn. Hồi đó chỉ được cái cao thôi. Rồi đến bao lâu thì hai bạn mới có thể thoải mái với nhau, ngồi nói chuyện dạ. với nhau thật nhiều? Nhưng mà vô tình lúc mà kiểm tra một môn học môn toán thì lúc đó chồng em được gọi là điểm thấp. Thì bạn học giỏi nhất lớp mà 6 điểm mà so với lại chồng em mà rất là thấp. Em mới để ý qua, thấy bạn rất là buồn. Thì nhân cơ hội đó em giống như là an ủi, động viên, chia sẻ với nhau. Rồi qua ngày hôm sau cũng thấy có cười, đến là có cười nói em, thấy ui thành công rồi hả. Nhưng mà vẫn chưa nói được gì hết. Em có đơn phương vợ em không? Em cũng không nhớ nữa mà chắc cũng có tí tí gì đó. Là lúc nào? Tại vì anh thấy qua cái câu chuyện của vợ em á, là anh thấy là em là dửng dưng, em rất là thờ ơ và em rất là chuẩn. Nhưng mà nhiều khi bây giờ người ta yêu ngược lại, người ta giấu trong lòng mà bà kia không biết làm sao. Nhưng mà sao mà lần vợ em gọi là an ủi em á, thì tự nhiên mình cảm thấy trong lòng mình có cái tình cảm gì đó rất là đặc biệt. Em có biết cái chuyện mà anh ấy nhìn thấy mình nó có một cái sự đổi thay không? Dạ lúc đó thì chưa, thì cứ nghĩ là ai ngồi bên em là cũng có thể mở lòng nói chuyện giống như một bạn bè thân khác thôi. Thì vô tình em cũng có lời đồn của các bạn trong lớp, ui Ni Vương để ý Uyên sao á, thấy cái gì hành động của Uyên nó cũng biết hết á. Thì em nghe cũng sướng sướng trong người. Em tỏ tình với cô ấy như thế nào? Có một lần tỏ tình là ngày đó là 20 tháng 10. Em định là tặng hoa cho vợ ở trên lớp, nhưng mà tôi cảm giác nó vẫn chưa đủ dũng cảm lắm. Sau này là sau buổi học buổi sáng á, thì hai đứa đi học thêm, trưa đó mới chạy đi mua hoa, tính là tặng trước khi vào lớp. Nhưng mà lỡ mua hoa lâu quá cho nên tới lúc tới lớp là người ta vào hết trơn rồi, mới nghĩ là chuyển qua tặng qua sau khi đi học về, mà sợ để ngồi trời nắng thì hoa nó héo hét, cho nên liều đi thẳng vào lớp tặng luôn. Đông lắm mà em đang ngồi thấy lù 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 đi, đã đi trễ rồi còn đem một bó hoa vô nữa.
đưa tặng Yên nè, cho nguyên cả lớp học theo, nhìn mình là trở thành người nổi tiếng trong lớp luôn. Sao bình thường thấy ít nói mà sao hôm nay làm hành động mình bất ngờ quá vậy. Và cái cảm giác của em rất là sung sướng, và từ đó hai bạn yêu nhau đúng không? Dạ chưa. Chưa. Rồi em khó lắm rồi. Đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là yêu nhau? 5 năm sau anh. Nếu mà tôi không hỏi cái đó là hai bạn này kể cái gì? Khi tụi em đi Đà Lạt á, phong cảnh lãng mạn mà, cho nên là em thấy là cũng theo đuổi bạn này cũng mấy năm rồi mà vẫn chưa được. Là sau lần đi chuyến đi Đà Lạt này là phải gọi là tổng tấn công luôn. Phải tấn công tên khắp mặt trận để gọi là chốc hạ luôn. Rồi đi lâu quá, 2 tháng sau thì vợ em mới đồng ý. Mà anh tỏ tình sao? Hồi nãy giờ người ta muốn lắng nghe lại trên Đà Lạt cái câu cái chuyện mà anh tỏ tình người ta, anh hành động như thế nào? Thì đây em nói là tụi em nhậu xong á, thì quý em mới có hơi mang vô quyết định là tính là ngày hôm sau là cũng mua hoa tặng vợ xong tỏ tình lại. Nhưng mà tới đêm sau ngủ dậy khi nó hát hơi mang cái hát vừa dũng cảm mà hoa trời đất ơi, cái câu chuyện gì nó lãng xẹt rồi. Xong khi đó thì em mới về Sài Gòn mới quyết tâm lại mang hoa tới trước nhà trọ của vợ á, gặp khu đó đông người nữa cho nên người ta đi qua đi lại. Rồi em từ trên nhà đi xuống thấy em cầm bó hoa là hát hồn luôn, tại em tại vợ em ngại tặng hoa trước đông người lắm. Đó sững dững rồi mà mặt đỏ rồi. Cái chỗ đó chịu chưa? Sắp chịu chưa chịu. Trời ơi, chưa chịu luôn. Sao chuyện này ly kỳ quá vậy? Xong cái em phải cũng quay theo đuổi 2 tháng sau nữa. Đó, 2 tháng nữa đó. Ủa, vậy là đâu có liên quan tới cái Đà Lạt đâu. Không có liên quan gì tới cái Đà Lạt. Dạ, bởi vì em nghĩ là lúc mà đi Đà Lạt á, là em có dẫn thêm một người bạn thân em nữa, bạn cũng con trai luôn. Chồng em lúc đó tưởng là bạn trai em. Chồng em lúc đó cũng như ghen tuông. Mặc dù mình chưa phải là tán được em nhưng cảm giác như không thích người nào quan tâm em hơn chồng em hết. Thì tối đó chồng em say rồi mới đủ dũng khí nhắn tin em là Yên ơi, làm người vợ của Vương nhé. Ủa bị gì vậy, bình thường mấy năm này không có nói lại, chắc là say à. Nhưng mà em chú ý là ngày sau lên xe về là thấy hành động thấy khác, có cầm tay em trong lúc lên xe nữa. Mà để Yên đúng không? Dạ đúng rồi, vì xe trong xe không mà. Rồi 2 tháng sau kể từ lúc tỏ tình ở nhà trọ thì dạ, câu chuyện như thế nào? Chồng em có nhắn tin là thử yêu, cảm giác nó vui lắm. Mà Vương chỉ nắm tay thôi chứ không có làm gì hết á. Tại lúc đó em thấy là chàng trai rất là chân thật. Mấy năm sau cũng vẫn chân thật như vậy nên em đồng ý. Rồi bây giờ vô tới Sài Gòn, có đêm tân hôn chưa? Dạ rồi, dạ có chứ. À, mọi thứ nó vui vẻ không hay là vẫn còn e ấp ngại ngùng? Theo cách mà anh hiểu về vợ em là một người rất là truyền thống luôn. Dạ. À, thì nó cũng vui theo cách truyền thống. Cưới nhau về 6 dạ, tháng, cô ấy có tật xấu nhiều không? Khó tính lắm. Gặp em thì hay quen nữa, cho nên đụng tí là bị vợ la. Thì bình thường thì có thể em nhịn, nhưng mà đôi lúc nó cũng căng thẳng cho em cãi lại, xong rồi hai đứa cãi lộn qua lại vậy đó. Mà vợ em có cái là khi mà dặn là cứ lôi hết mấy chuyện cũ ra kể luôn. Lôi tắt tần tật mấy chuyện mà dặn trước rồi kể rồi cứ dặn tăng cấp lên. Tăng quá rồi, tới lúc em phải hạ nước em xin lỗi mới được. Ủa nhà nó hay quên lắm mà. Dạ, siêu đáng trí luôn. Thì đi đường là không bật chân trống. Mà em thấy cái chuyện không bật chân trống rất là nguy hiểm. Có một câu chuyện mà em nói, lúc nào em cũng em nhớ là em cười à. Thì lúc mà đính hôn của hai đứa xong lễ hết rồi là quên đem nhẫn. Thì lúc đó em không biết chồng quên, thì em chỉ nghe nói là tiếp tục trao nhẫn để cuối cùng nha. Thì em kêu ồ, quy luật nó vậy hả anh. Em cứ tưởng là quy luật của nhà chồng là vậy. Im lại, nói cái anh tài xế xe chở về tới nhà lấy nhẫn mà cách nhà cũng cách 25 cây số vậy đó. Trời. Làm lễ xong rồi bà con ngồi nghỉ khoảng tiếng rưỡi đồng hồ rồi tiếp tục cho nhẫn tin theo hiệp 2. Vương có tật xấu lãng trí, thật thà, cũng hơi vô tâm. Đang tập trung làm gì á, em ở ngoài em kêu em nhờ làm gì không có nghe. Em đang chiên bánh tổ là chiên rất là nhanh cháy. Em đang chiên em qua em đi đổ rác, em nói anh lại xem bánh tổ cháy chưa, kêu hoài không chịu nghe. Xong quay qua nhìn luôn. Em mà mắt cũng còn nhìn trên cái màn hình đó, chạy lại cháy trơn luôn. Mà trong khi em đang thèm ăn bánh tổ nữa, cháy trơn mất. Rồi lúc xong. Đó em cũng giận. Bữa sau này em có chuyện gì sao? Thì anh đang tập trung mà, sao anh biết em kêu được mà nhà có 2 người à? Xấu lắm rồi, thôi xấu lắm rồi, được không? Bắt người ta moi nữa. Rồi nhân đây thì muốn anh thay đổi điều gì? Anh muốn anh thay đổi bớt đản trí đi. Em mong vợ em thì vợ em cũng hơi bi quan, với lại cũng hơi lười tập thể dục nữa. Sắp tới là vợ sống lạc quan hơn, với lại
tập thể dục thường xuyên hơn. Quen với nhau từ lúc mà còn thanh mai trúc mã đó, nhiều khi mà lại e ấp mà lại kiểu mà mắc cỡ nữa. Thành ra có những điều đôi khi có thể là trong cái mối quan hệ vợ chồng á, tụi em chưa có tự nhiên. Dạ. Thì chị nghĩ là lướt qua cái cảm xúc về bạn bè. Dạ. Mà bây giờ cứ nghĩ là mình là nói là vợ chồng là từ lâu lắm rồi, từ tiềm thức, từ là kiếp trước tới giờ rồi. Thành ra là vợ có những cái nhu cầu gì, có những cái gì thì nên chia sẻ với chồng, và chồng ngược lại cũng nên như vậy. Thì tụi em là hạnh phúc trọn vẹn luôn á. Dạ, cảm ơn anh chị. Xin chào hai em. Dạ, hai vợ chồng em nên duyên á, thì cũng nhờ cô giáo chủ nhiệm đã xếp chỗ ngồi cho tụi em. Cô cũng đi Mỹ rồi. Dạ, cô thi ở bên Mỹ mà có xem chương trình này á. Cảm ơn cô đã nên duyên cho vợ chồng em để có ngày hôm nay ạ. Em chúc cô cùng gia đình hạnh phúc và sức khỏe.